Chào bạn Đỗ Sĩ Sắc Việt Đức, hôm nay ngồi dưới Nam 27 tuổi của bạn. Các bạn thấy là bạn ấy cũng rộng quan hệ nhiều đúng không em? Quan hệ rồi thì thường thì nó mới bị viêm nó như này bạn ạ. Còn nếu bạn chưa quan hệ thì thường là nó sẽ là một cái, nó cũng là bị nứt ra nhưng mà nó không có cái trắng trắng ở cái vùng đầu, thường nó bị viêm như thế. Các bạn thấy là bạn bị hẹp bao độ độ 2. Đây thì tôi sẽ cắt vùng đầu cho này thôi. Cái ông thì những cái bạn này gọi là chim này là vẹo, cái da của cái nếp của cái bao quy đầu ấy nó bị vẹo xuống dưới đúng không, sang bên phải đúng không, những cái lỗ của nó vẹo xuống dưới. Thì những bạn này theo kinh nghiệm của anh ấy thì đây nên các bằng máy, bạn các bằng máy nó sẽ đều hơn. Gì nó biết nhỉ? Tiền chuyển tiền 10 triệu là mắc rất mã các bạn. Xong rồi anh mà trả tiền chú mà anh trả tiền mặt có là 9 triệu. Còn không? Ừ, bọn em đều cũng thế mà. Như cứ một trăm trả có mấy triệu thôi, bán tài khoản của mày trước đấy rồi đã chỉ có bán 7 triệu mà cứ thừa đâu là nhận tiền mặt hết. Người nào trong ngân hàng đã biết những cái kế hoạch từ trước nhỉ? Thì nó phải có kế hoạch chứ. Trông rất tự nhiên đúng không?